chấn thương cách đây 2 năm rưỡi do mình đá bóng. Sau 2 lần điều trị cộng với tiêm huyết tương thừa tiểu cầu một lần thì là nó đã giảm được khoảng độ 80%. Xin chào quý vị và các bạn, tôi tên là Nguyễn Trọng Thủy, bác sĩ chuyên khoa y học thể thao với hơn 10 năm kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe cho các vận động viên đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Phòng khám của chúng tôi chuyên điều trị những chấn thương, bệnh lý về cơ xương khớp cho tất cả mọi người không dùng thuốc. Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì rất là vui được gặp lại quý vị và các bạn trong cái video này. Thì hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn là những cái trường hợp mà đau gối, đầu gối lâu năm ấy, thì cái quan trọng nhất của chúng ta là cần phải làm cái gì để cho nó nhanh khỏi nhất có thể, để cho giúp cho cái việc mà nâng cao chất lượng cuộc sống của chúng ta, cũng giống như là cho chúng ta có thể là chơi được những môn thể thao chúng ta yêu thích, cũng giống như là cái công việc làm của chúng ta làm sao để thuận tiện nhất có thể. Hôm nay có một vị khách của chúng tôi từ Nhật bay về đây chỉ để là chữa cái chân thôi. Thì đây em có thể là giới thiệu qua về mình cũng như là cái tình trạng chấn thương của em, cái đầu gối của em như thế nào. Xin chào quý vị và các bạn, mình tên là Tiến, mình ở Hải Dương. Thì hiện tại thì đang công tác ở bên Nhật Bản. Thì hôm nay về bác sĩ Thủy là chữa cái đầu gối. Tình trạng là bị chấn thương cách đây 2 năm rưỡi do mình đá bóng. Thì sau 2 lần điều trị cộng với tiêm huyết tương thừa tiểu cầu một lần thì là nó đã giảm được khoảng độ 80% so với ban đầu. Thì hôm nay đến tiêm lần thứ hai. Mong rằng là nó sẽ khỏi 100%. Tức là cái gối này của em là em bị từ cách đây hơn 2 năm rồi. Đúng rồi. Thế hôm đấy là mình chấn thương như thế nào, tư thế chấn thương của mình như thế nào? Chấn thương thì là ban đầu là em đá là em bị đau gân kheo. Xong rồi về là lên mạng tìm hiểu nhưng mà mình không có kinh nghiệm gì cả. Về đá gối đó riết là bắt đầu là nó bị quá đi. Là bắt đầu là bị chấn thương từ đấy rồi. Nó cứ đau ở mỉ trong gối. Em bị chấn thương thì sau đó rồi em tìm đi chữa thì lúc đó em đi chữa những như thế nào? Trong suốt 2 năm trước khi mà gặp anh ấy. Trong suốt 2 năm thì là em chưa làm gì cho nó cả. Mà kệ luôn. Đúng rồi. Thế em làm những cái gì cho nó, cũng phải làm đi, ví dụ chườm đá hay làm gì cho nó. Không chườm đá, tức là mặc kệ nó để cho nó tự khỏi. Xem nó có tự khỏi hay không. Nhưng mà nó không khỏi. Nó không khỏi trong suốt 2 năm đúng, đúng không? Rồi. Thế xong rồi, nhưng mà khi mà cái vết thương đấy nó gây ảnh hưởng đến em như thế nào? Tức là cảm giác nó cứ âm ỉ, cảm giác nó rất khó chịu. Lúc nào cũng phải nghĩ về nó, nên là cảm giác rất khó chịu. Nên là mình có lên mạng tìm hiểu. Thì có tìm thấy thông tin của bên trung tâm y học thể thao Starmec, bác sĩ Thủy thì có đến đây và thăm khám. Thì là cũng rất may là nó cũng đã đỡ được đến 80% lần tiêm này, thì cũng hy vọng là nó sẽ khỏi hoàn toàn. Đấy là cái lần trước này là hôm trước em đang điều trị dở thì lại phải đi sang Nhật đúng không, làm việc đúng không? Đúng rồi. Thế xong bắt đầu lại bây giờ sau khi mà hôm tối qua lại từ Nhật bay về đây. Dạ vâng, tối qua thì em bay về đây, hôm nay đặt lịch khám là lên với bác sĩ. Đến ngày mai là em lại bay sang bên Nhật Bản để công tác. Đó rồi, cảm ơn Tiến rất là nhiều. Vâng, đấy là cũng là một cái điều mà bác sĩ muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn ấy. Đôi khi có những cái thứ tưởng rằng là nó sẽ rất là đơn giản, rất là đơn giản mà chúng ta có thể là tự khỏi được. Nhưng thực ra trong cơ thể của chúng ta có những cái chỗ mà gần như nó không tự khỏi được. Và các bạn để ý rằng là chúng ta bị chấn thương bất kỳ ở đâu đó mà đến quá 3 tuần ấy mà nó không giảm đau được khoảng từ 50-70% ấy, thì đồng nghĩa với gần như cái việc là nó vô cùng khó khăn là cái việc là nó có thể tự khỏi được hay không. Nặng hơn chút nữa mà nếu quá 6 tuần mà nó không giảm được đến khoảng 70-80% thì đồng nghĩa việc nó sẽ không thể tự khỏi được. Và đó là một cái điều bác sĩ cũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn. Những cái mà nó không tự khỏi được thì thực sự mà nói thì bạn có để 1.000 năm nó cũng không khỏi đấy. Cụ thể như là cái gối của bạn Tiến ở đây đấy là hơn 2 năm rồi nó không tự khỏi được, và đến khi mà nó làm ảnh hưởng rất là nhiều đến cái chất lượng cuộc sống của mình mà lúc nào cũng phải nghĩ đến nó. Bạn biết là trong cái cuộc sống của chúng ta thì có vô vàn những thứ mà cần phải nghĩ đến nó rồi, thế nhưng mà đến mà suốt ngày chúng ta lại phải nghĩ đến một cái gối của mình như thế, thì thực sự mà đấy là một cái điều mà bác sĩ cũng muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn là thực ra mình không nên để cái đầu óc cái tâm trí của mình để làm việc khác, chứ không phải là để suốt ngày nghĩ đến cái chân của mình, nó rất là phiền toái, nó làm cho giảm chất lượng cuộc sống của chúng ta rất là nhiều. Đấy là một thông điệp mà bác sĩ muốn chia sẻ với quý vị và các bạn. Chúng ta đau cái chân là ít thôi, nhưng đau cái đầu là nhiều hơn đúng không ạ? Dạ vâng. Đau cái đầu nhiều hơn, suốt ngày thì nghĩ đến nó thôi. Đấy, thế sau đó thì chưa nói đến cái này, nếu mà chúng ta để lâu hơn nữa, chúng ta nó sẽ đau hết chỗ nọ chỗ kia, nó rất là phiền toái.
Ví dụ như giống như em đau cái gối bên này mà vừa rồi là phải làm cả bên gối bên này nữa đúng không? Đúng rồi. Đấy nó đau thêm cả bên này nữa. Đấy các bạn ạ. Đấy, bình thường nó đau một cái gối bên này thôi, bây giờ nó đau nốt cả gối bên này nữa. Còn cái cổ chân của em này là nó đau từ bao giờ đấy? Cổ chân thì là cũng đau từ hơn 2 năm trước. Đấy, thì đấy. Cũng khả năng là nó do quá tải. Đấy, thì bạn thấy không? Đấy, từ cái đầu gối này mà đau, từ cái gối này sang cái đầu gối này vỡ bẩn nó xuống cả cái cổ chân như thế. Giống như hôm qua bác sĩ cũng có một vị khách có video chuẩn bị lên ấy. Là gớm đau cái cổ chân đấy xong rồi cũng đau hết cả lên mông lên đùi ấy. Đó là cái vấn đề là những ngày bác sĩ muốn chia sẻ đến quý vị các bạn là làm thế nào đó chúng ta đau chân thì chúng ta cần phải điều trị một cách mà nhanh nhất để hạn chế tối đa cái việc mà nó bị đau lâu dài như vậy, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là nó liên quan đến cả những cái khớp khác nữa. Rồi, cảm ơn Tiến rất nhiều. Chúc em ngày mai thượng lộ bình an. Em cũng rất cảm ơn bác sĩ và đội ngũ nhân viên ở đây rất chu đáo và nhiệt tình. Em cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn. À đấy là lại còn đấy rồi bạn ơi, về còn mang cả quà cho các bạn đây này, đây. Có thêm một cái nữa là bí mật nhé. Đây. Có ở đây có 3 món quà. Đấy, ở đây có 3 món quà nhưng mà bác sĩ chỉ khoe một thôi, còn hai cái món này là bí mật của anh em, là anh em cất riêng đi nha, cất riêng đi, riêng cái quà thì anh em phải bí mật. Đấy, còn nếu mà quý vị và các bạn mà muốn xem cái món quà mà hay ho của Nhật Bản, các bạn xem những cái gì nó nổi tiếng nhất của Nhật Bản, hay xem nhất ở Nhật Bản như thế nào đấy, mà bây giờ có một cái món quà cực kỳ đặc biệt ở Nhật Bản mang về, nếu mà quý vị và các bạn mà muốn xem cái món quà đó thì có thể comment ngay ở xuống dưới cái phần comment ngay ở xuống cái phần bình luận ở dưới đấy, là bác sĩ sẽ theo cho các bạn, hay lắm. Rồi. Đây là trà đặc sản của Nhật Bản đấy đúng không? Cái trà này rất là tuyệt vời đấy. Đấy, đi về mang quà từ Nhật Bản về cho bác sĩ. Cảm ơn em rất là nhiều. Em cảm ơn bác sĩ. Thank you, cảm ơn em. Thank you em. Chúc thượng lộ nha. Cảm ơn em. Thank you.